Ngày hôm nay, bên phía viện bảo tàng của chúng tôi tổ chức một buổi đấu giá hai món vật phẩm có độ hiếm cấp quốc gia. Món vật phẩm đầu tiên là một con capybara, tương truyền rằng nó sẽ mang lại vinh hoa phú quý, địa vị và tiền bạc cho người sở hữu nó. Giá trị ước tính đâu đó khoảng tầm 1 tỷ đồng. Và món đồ thứ hai, một chiếc gương xe máy chả có tác dụng gì cả. Dạ xin mời hai vị đại gia của chúng ta đưa ra một cái giá thích hợp ạ. Tôi 10 tỷ lấy chiếc gương. Đúng là cái thằng dở hơi, người ta đã bảo là cái gương đấy không có tác dụng gì rồi và vẫn cứ cố mua cho bằng được. Đúng. Vâng, vậy là xin chúc mừng vị đại gia có IQ âm vô cùng đã đấu giá thành công chiếc gương không có tác dụng này. Chúng tôi phải công nhận một điều, anh chính là người ngu nhất thế giới. Cái loại tầm thường như ngươi sẽ không bao giờ có thể nhìn ra được giá trị thật của chiếc gương này. Hả? Cái gì? Đây là món đồ gì vậy chủ tịch? Wow, thật không thể tin được. Đây chẳng phải là bình xịt thơm miệng có tác dụng một lời nói ra bình định thiên hạ đấy ư? Tương truyền rằng nó đã có niên đại hơn 1.000 năm và giá trị ước tính đâu đó phải hơn 100 tỷ. Sao mà mình ngu quá đi nhở? Sủa gâu gâu cho ta xem nào. Gâu gâu.